Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là cái con Gloster chim nhập 2020. Đây là con này là cái con trống nha mọi người nha. Rất là đẹp, vàng khè luôn. Đầu bông cúc. Đó, còn đây là cái con mái bông cúc luôn, cà phê sữa ha. Ở đây là con chim con nó. Bây giờ em sẽ bắt đầu em đút cho nó. Thì các anh có thể lên trên trên Lazada hoặc là Shopee ha. Thì cái này là mình hỗ trợ cho cái con chim mẹ thôi. Thì các anh có thể lên trên Lazada hoặc Shopee thì cái mua cái bột A1 A21 ha. Rồi mình quậy ra nước cho nó lỏng, thịt lỏng thì giống như là mật ong vậy á, nhưng mà lỏng hơn mật ong chút xíu ha. Thì mình đút cho, mình phụ cho con mẹ, tại vì thường chim nhập á có con nó biết nuôi con, có con nó không biết nuôi con, thì mình phải hỗ trợ cho con mẹ nó. Còn cái con này nó khoảng chừng 4-5 ngày tuổi rồi. Con này nó ra đầu bông cúc ha. Nó bây giờ em sẽ lấy nè, đây. Làm sao mà mình chấm vô mình nhỏ mà nó nhiễu giọt xuống là mình đút cho nó được ha. Đó. Đó nè. Rồi đó. Đó, đút cho nó là như vậy ha. Đó, cái con này thì nó được 4-5 ngày hay tuần tuổi gì rồi. Đó. Đó. Búng vô cái này cái nè là nó ngóc đầu lên. Rồi tổng đầu mình đút cho nó. Đó nè, nó búng lên. Là nó sẽ ngóc đầu lên ha. Nó đói nó sẽ ngóc đầu lên. Đó. Đó, cái này là Gloster ha. Gloster hôm bữa nó đẻ 4 trứng, nhưng mà do là em quá lu bu công việc cho nên là 3 trứng kia nó bị sát trứng á. Em không có chịu ngâm nước trước khi nó nở 1-2 ngày á. Mình không có ngâm nước nó sẽ bị sát trứng ha. Khi mà cái con mẹ nó mổ cái trứng ra rồi, nhưng mà cái con nó không có ra được thì giống như là nó bị chết ở trong trứng luôn á. Đó, cho nên là trước khi em cũng biết cái gì em nói cái đó ha. Thì trước khi mà con chim nó sắp sửa nó nở các bạn canh ha, thì chim này thì thường khoảng chừng 14-15 ngày là nó nở. Thì trong vòng 10 ngày thì các bạn chịu khó, các bạn đem trứng ra ngâm nước một chút xíu cho nó mát mát ha, thì nó đỡ bị sát trứng ha. Đó, nó nở 4 trứng mà bữa giờ em lu bu á, cho nên là em không có làm được. Đó, bây giờ em lấy thêm một cái tổ khác cho các anh xem ha. Ví dụ cái tổ Mosias này nè. Đó, cái con Mosias này chim nhập ha. Nguyên cặp này chim nhập luôn nè. Đó, rất đẹp ha. Đó, em đã lấy cậu ra em sẽ đút cho các anh xem luôn. Cái cách đút chim con nó rất là đơn giản ha. Đó, để em lùa cái con mẹ nó ra. Đó, cho con mẹ ra đi. Đó. Ok. Đây. Cái này hôm bữa nó đẻ 4 trứng mà do là em cho nó ăn đó, rồi nó nhảy sao mà nó bị bể hết trứng ha, còn 3 trứng. Đó, thì hôm nay là ngày đầu tiên nó nở một bé này thì em cũng bắt đầu, em cũng phụ với con mẹ nó ha, đút cho nó ăn. Đây. Đó, thì vẫn là cái bột A21 này. Mình pha sao cho nó loãng loãng ha. Đây, em búng ha. Nó sẽ đòi ăn, hình như là con mẹ nó mới cho ăn rồi. Chứ thường là mình cũng búng vô cái tổ này sẽ ngóc đầu lên. Đó, các anh. À, con mẹ nó cho ăn rồi ha mọi người ha. Các anh thấy cái cổ của nó có bột ha, nó có chắc cái này lòng đỏ trứng nè. Đó, thì nó đút, con mẹ nó đút cho ăn rồi. Rồi, con mẹ nó đút cho ăn rồi thì em không cần phải đút nữa ha. Thì cái cặp này nó cũng, cái con mái này nó cũng sắp sửa nó đẻ nữa rồi. Đó, thì hôm bữa là em ghép nó với lại cái con trống xám này. Thì nó ra cái con chim xám, thì con chim xám nó giống như con chim bố luôn ha. Đây nè. Đó. Đó, con trống xám ha. Cái con trống thì trống xám nó rất là hiếm ha. Thì bây giờ em đã tách cái con trống ra để em ghép với lại cái con chim chim này, chim màu vàng này. Đó, bây giờ em đã, tại vì nó sắp sửa đẻ rồi, cho nên bây giờ em bắt đầu em ghép cặp cho nó. Đó, rồi anh em nào mà thích em thì có thể liên hệ lại với em số điện thoại cũng như là địa chỉ, em sẽ để bên dưới góc màn hình nha mọi người nha. Rồi, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo.